Radio Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn bắt Mavic trên tay. Bắt Mavic thì tại sao chúng ta phải bắt Mavic? Các bạn có nhìn thấy ở trên nền cỏ như này không ạ? Thì nếu mà chúng ta hạ cánh Mavic ở dưới xuống mặt đất thấp như này, Mavic với cái bộ chân của nó rất là thấp, thì quý vị các bạn thấy là sẽ dễ dàng bị dính bẩn hoặc là bị xước cái phần thân bụng, phần lưng bụng này của Mavic, hoặc là cát bụi sẽ chui vào gimbal hoặc là quạt tản nhiệt. Như thế là rất bất tiện đúng không ạ? Thì ngoài cái việc chúng ta mua thêm bộ chân đế, tức là đôn cam Mavic lên, chúng ta còn có thể bắt trên tay. Đó, chúng ta có thể bắt trên tay Mavic như này. Khác với những thiết bị như là Phantom, thì Phantom chúng ta có cái đôi chân rất là to khỏe. Đó, thì chúng ta hạ cánh xuống đất nó cũng đỡ ít bụi hơn, giảm thiểu được rất nhiều về cái việc hạ cánh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với video hướng dẫn nhé. Các bạn sẽ đến với kiểu đầu tiên, bắt mà bất kể ai cũng có thể làm được. Thì đấy là cái việc chúng ta đưa tay xuống dưới bụng Mavic, sau đó tóm vào. Đó, các bạn có thấy Mavic gồng lên không ạ? Bởi vì hệ thống cảm biến bụng của Mavic. Thế chúng ta sẽ thực hiện thao tác bắt nhá. Các bạn chú ý vào tay của tôi. Ở đây, tay của tôi luôn luôn cầm vào phía bên cầm tay trái của tay điều khiển, để giúp việc hạ cánh dễ hơn. À, chúng ta bắt nào. Đó, một tay chúng ta luôn luôn giữ cần này. Đó, ok, các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ đến với cách bắt thứ hai. Với cách bắt này chúng ta sẽ lựa làm sao bắt để tránh cái cảm biến bụng của Mavic. Đó. Theo như tôi và Tâm Toàn hay làm thì chúng tôi sẽ bắt từ hướng đầu của Mavic. Bắt từ hướng đầu của Mavic, các bạn nhìn thấy tay không ạ? Bắt từ hướng đầu của Mavic lại. Đó, tôi nắm vào và cảm biến hoàn toàn không đọc. Đó, sau đó tiếp tục thì chúng ta sẽ giữ cần điều khiển. Đó, các bạn thấy không ạ? Rất đơn giản. Đó, tiếp theo là cách bắt thứ ba. Bắt thứ ba thì chúng ta sẽ bắt từ trên lưng của Mavic. Đó, các bạn hạ độ cao Mavic xuống tầm thấp, sau đó đưa tay nhẹ nhàng cầm vào phần hai núm pin của điều khiển ở gần thân Mavic. Đó, sau đó chúng ta sẽ giữ phần tay điều khiển cũng như tôi làm hai thao tác trước và tắt đi. Đó, rất đơn giản. Chú ý một điều đấy là khi tóm vào thì các bạn để ý một chút về phần cánh để tránh cái rủi ro về việc cánh chém vào tay. Rất đau lắm. Tiếp theo đấy là một cách nó cũng hơi phức tạp một chút, hơi hiểu ra sao chứ các bạn phải để ý một chút. Cách này thì chúng tôi không khuyên các bạn nên dùng. Đó, thì các bạn thấy là khi mà cảm biến bụng được bật lên thì Mavic sẽ tránh tất cả các vật cản ở dưới cái bụng của nó. Đây thì khi chúng ta bắt giống như cách đầu tiên thì cái việc mà chúng ta tóm vào nó thì máy bay sẽ gồng lên. Đó, và đây chúng tôi sẽ các bạn sẽ thấy tại sao nó khác nhau như vậy này. Thế tôi sẽ hạ cánh và bắt vào tay, motor gồng lên rất mạnh, nó thả lên ra, tôi giữ lên đây này, thả ra. Đó, chúng ta vẫn liên tục giữ nút hôm máy bay gồng lên, chúng ta thả ra. Sau ngay lập tức thì máy bay sẽ lập tức hạ xuống, còn một tay chúng ta đón nhẹ nhàng. Đó, ok, những cái này không khuyên dùng. Chúng ta sẽ đến với cách thứ ba, cách thứ tư. Ngoại trừ hai cách kia, đó là chúng ta chuyển vào phần cài đặt của cảm biến, chuyển vào phần Advanced Setting. Sau đó các bạn có nhìn thấy dòng Landing Protection, chúng ta tắt đi để cái việc chúng ta bắt bằng bụng máy bay sẽ không gồng lên nữa. Đó, ok, disable. Ok, cái cách mà tôi vừa nói đây là tách tất cái phần protection. Đó, khi chúng ta bắt cảm biến bụng, các bạn thấy không ạ? Đó, ta có tác động vào phần cảm biến bụng thì máy bay cũng không thể thay đổi độ cao nữa. Nên là nó sẽ làm cho cái việc bắt mà motor sẽ gồng gồng lên. Đó, đây tôi bắt. Và một lần nữa tiếp tục tay tôi lại giữ vào phần hạ cánh. Đó, các bạn thấy đơn giản không ạ? Đó, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi kênh của Tokyo Channel. Tôi sẽ đến với các bạn vào những video tiếp theo.